Suadika, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với livestream của Susu ngày hôm nay cho mọi người nha. Hello, 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 hello. Hello. Hello, trời má ơi. Trời ơi. Xin chào mọi người, có nước có dục không? Thiện Minh ơi. Thiện Minh ơi, chị mới vô bán chị chưa có làm được gì em ơi. À VVV, bữa nay là Susu có công việc nè. Con HTM nhanh ghê là gì? Mèo 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 mèo, chào cả nhà thân yêu. Trời ơi, bữa nay là cái like này là cái like xả kho nha quý vị nha. Xả kho sale đó. Xả kho sale cực kỳ hấp dẫn luôn, dành cho tất cả các anh chị mình coi livestream. Mình coi trong livestream, trong cái livestream này là rất là tiện lợi luôn nha quý vị nha. Thật sự không bao giờ hối tiếc khi vô cái livestream này của em. Không bao giờ hối tiếc nha quý vị. Không bao giờ hối tiếc khi coi cái livestream này. Mọi người thương em, mọi người chia sẻ livestream giùm em nha quý vị nha. Giống diễn viên VIV, trời ơi, nói tà bậy là bà ta dễ thương gần chết. Ta mặc yếm dễ thương gần chết vậy rồi gì nữa trời. Trời trời. Dễ thương vậy mà nói cái gì nữa. Xe livestream đi quý vị ơi. Trời ơi, chương trình bữa nay là siêu hấp dẫn luôn nha. Không hấp dẫn không lấy tiền đó, rất rẻ, rất rẻ nha, không rẻ không lấy tiền luôn đó. Chỉ cần là mình chia sẻ livestream ha, rồi mình sẽ mua được những sản phẩm với giá rất là hời luôn nha quý vị nha. Bây giờ thì em đang chỉnh đó, em đang chỉnh cái cây live để cho nó bung ra đặng mà kẹp cái điện thoại lên để lát chốt đơn cho quý vị nha. Rồi mấy anh chị em mình chia sẻ livestream giùm em nha. Rồi, ai thương tình xin xe giùm livestream. Có nước hoa luôn dâu tây ơi, bữa nay có nước hoa luôn dâu tây nha. Ủa dâu tây là Minh Nguyễn hả? Nhìn giống Lisa quá. Ờ, hello, how do you do? It's me, Camille, you. Rồi, xin chào mọi người. Su lên áo ngực độn và quần động đích cho BD. Không có tiền chuyển với Su. Nghiệp, ác nghiệp. Cái đó gọi là ác nghiệp đó, trời ơi là trời rồi. Bữa nay nha là siêu hấp dẫn nha quý vị nha. Rồi, chương trình bữa nay là tặng không biếu không rất nhiều nha. Đó, chỉ cần mọi người ơi, chia sẻ livestream nè. Ngân Bảo chia sẻ livestream rồi, Su tặng cho Ngân Bảo một. Rồi, tất cả mọi người ai đã chia sẻ livestream, làm ơn chia sẻ livestream 3 lần giùm em nha. Em tặng quà cho quý vị luôn. 100% tất cả các anh chị chia sẻ livestream lấy giùm mẹ con sạc trong phòng. 100% tất cả anh chị chia sẻ livestream đều sẽ có quà. Em thấy được là Diễm Trần chia sẻ livestream, em tặng cho chị Diễm Trần một chai gel rửa tay. Một chai gel rửa tay khô nha, tặng chị Diễm Trần nha. Rồi, tặng chị Diễm Trần một chai. Chị Diễm Trần ơi, để lại số điện thoại ghi là nhận gel rửa tay tặng nha. Gel rửa tay là mọi người biết ở Trung Quốc hiện tại cái dịch Covid á, nó đang bị tái trở lại thôi mọi người nha. Tái ở lại Bắc Kinh rất là sợ cái dịch bệnh nó trở lại, cho nên là em còn rất là nhiều gel rửa tay em sẽ phát tặng cho mọi người luôn. Những ai chia sẻ livestream rồi, những ai đã chia sẻ livestream rồi thì mình vui lòng quay trở lại livestream này của em. Comment vào giùm em đó là đã chia sẻ và nhận quà kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Em tặng hết cho tất cả anh chị luôn nha. 100% đều sẽ được nhận này. Rồi mở nó ra luôn ơi bu. Ai đã chia sẻ đều đã được tặng cái này giống gì nha. Ai đã chia sẻ đều sẽ được tặng cái này hoàn toàn miễn phí. Kéo quốc sáu ở đây. Đều sẽ được tặng hoàn toàn miễn phí nha quý vị. Rồi, chị Diễm Trần ơi, để số thoại địa chỉ lại giùm em chị ha. Có số thoại có địa chỉ mới chốt đơn được cho chị ơi. Rồi, cái này là tặng nha quý vị nha. Cái này là tặng nha. Rồi, chia sẻ livestream giùm em tặng quà quý vị.
đặt hàng, để lại số điện thoại và địa chỉ. Chị đã chia sẻ và nhận quà, comment giùm em đã chia sẻ và nhận quà quý vị. Mai Phương chưa chia sẻ nè. Hello chị Nguyên Sa. Chị Nguyên Sa cho em số điện thoại, cho em địa chỉ nha. Ai đã chia sẻ comment, đã chia sẻ nhận quà kèm địa chỉ và số điện thoại giùm em, em tặng cho mỗi người một chai gel rửa tay hoàn toàn miễn phí cho quý vị nha. Tặng gel rửa tay hoàn toàn miễn phí cho mấy chị mình luôn. Đó. Đây, tặng chai gel rửa tay hoàn toàn miễn phí, không hề tốn tiền ha quý vị ha. Đó. Rồi cái màu này nó vàng. Má ơi má. Tặng gel rửa tay hoàn toàn miễn phí nha quý vị. Đây, gel rửa tay hoàn toàn miễn phí luôn. Đó. Chia sẻ rồi vui lòng để lại số điện thoại địa chỉ giùm em. 100% tất cả anh chị xem livestream đều sẽ được nhận quà, mỗi người một chai gel rửa tay khô, gel rửa tay diệt khuẩn nha, loại gel rửa tay khô nha. Em chưa thấy mấy anh chị để lại số điện thoại và địa chỉ nha. Bịch nhỏ còn không? Rồi, quý vị ơi, ai mà được quà tặng comment giùm em đã chia sẻ và nhận quà kèm số điện thoại địa chỉ nữa mấy cha mấy mẹ. Trần Quốc Đỉnh cho địa chỉ, cho số điện thoại. Không có số điện thoại không địa chỉ là không có tặng. Tặng cho Ngân Bảo nè. Tặng cho Ngân Bảo. Rồi tặng cho Trần Quốc Đỉnh nè, tặng cho Nguyễn Linh nè. Tặng cho chị Diễm Trần, tặng cho Andy Lê nè. Đó. Đổi nha chị Quyền Quyền ơi, được thoải mái với chị ơi, tại vì nhiều khi chai đó nó bị đổ đó chị nha. Tặng cho Ngân Bảo nè. Tặng cho Ngân Bảo nè. Tặng cho Ngân Bảo luôn. Mỗi người sẽ được nhận một chai gel rửa tay hoàn toàn miễn phí trong cái livestream này. Gel rửa tay thì em còn rất là nhiều quý vị. Em còn rất là nhiều nha. Mỗi người nhận một chai đó. Hoàn toàn miễn phí, chỉ cần chia sẻ livestream lên trang cá nhân với chế độ công khai. Bên em thấy Mai Phương chưa chia sẻ nè. Nguyễn Hữu Tài tặng luôn. Đây quý vị ơi, tại vì tay của mình một ngày mình tiếp xúc với cả 1000 thứ. Đó. Mình bấm ra. Đây ha. Rồi cầm cho mày. Rồi sau đó mình thoa ra đó. Rồi Su Su tặng cho Nguyễn Tấn Kiệt, tặng cho chị Nguyên Sa. Comment giùm em là tặng gel rửa tay cho quý vị nha. Tặng cho An Nhiên luôn. Rồi, tặng cho Trí Minh Trương luôn. Hoàn toàn miễn phí, gel rửa tay này rất là tốt và rất là tuyệt vời để mà mình bảo vệ sức khỏe nha quý vị nha. Không có tặng gel bôi trơn cho khỏi sinh. Rồi, Lý Hoàng Thiên Kim, cho số điện thoại, cho địa chỉ Lý Hoàng Thiên Kim ơi. Phải có số điện thoại, có địa chỉ là bên Su Su mới chốt được nha. Trời ơi, rất là thơm quý vị ơi. Gel rửa tay nhà em là nó diệt khuẩn mà nó còn thơm nữa. Lý Hoàng Thiên Kim để lại địa chỉ giùm em nha. Rồi dâu tây. Rồi tặng cho dâu tây luôn, đã chia sẻ chưa? Ai chưa chia sẻ livestream thì phải chia sẻ livestream giùm em nha. Một chai như vậy quý vị sẽ không tốn tiền gì hết. Một lát quý vị có mua hàng đó thì sẽ được tặng kèm cùng với quà tặng, cùng với hàng mà mình mua nha quý vị nha. Một lát sẽ được tặng kèm với hàng của mình mua. Rồi. Ê, lấy cái bịch khẩu trang giải lên đây. Sell hết cho mấy chị lên đây luôn. Rồi. Đồ tặng làm ơn đừng có bơm nha mấy cha mấy mẹ. Trời ơi, đồ tặng mà bơm nữa thiệt. Tôi khóc 12 thứ tiếng luôn đó, thiệt luôn á. Đồ tặng mà còn bơm nó không biết nói sao luôn á, trời ơi là trời. Thiệt sự. Nhiều khi rầu lắm quý vị. Đã tặng rồi mà nó còn bơm nữa thì em không biết là cái gì nó mới không bơm nha. Em không biết cái gì nó mới không bơm luôn đó. Vậy đó ha. Nhận gel rửa tay miễn phí. Rồi, gel rửa tay sẽ được phát miễn phí cho tất cả mọi người coi livestream và chia sẻ livestream giùm em. Chỉ cần mọi người chia sẻ livestream ha, thì mọi người chia sẻ livestream sau đó quay trở lại cái livestream này của em. Comment vào giùm em đó là đã chia sẻ livestream, nhận gel rửa tay là sẽ được tặng gel rửa tay kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Kèm số điện thoại kèm địa chỉ luôn nha. Rồi, kèm số điện thoại kèm địa chỉ ha. Rồi, ok, bây giờ em lên
em sẽ lên một món cái này em không tặng được, mà em sẽ bán thiệt là rẻ cho mấy anh chị luôn, bán thiệt là rẻ luôn. Rồi, gel rửa tay khô vẫn còn tặng nha quý vị nha. Tặng vui lòng để số điện thoại và địa chỉ giùm em nha. Ai nhận quà tặng vui lòng chia sẻ livestream, kèm số điện thoại, kèm địa chỉ giùm em nha. Và ghi giùm em là nhận quà tặng rồi. Em lên. Rồi đây thưa quý vị, em lên cho quý vị cái này nha. Giá cực kỳ rẻ luôn, vừa bán vừa cho. Ai chốt được thì chốt. Đây, 10 cái khẩu trang vải thưa quý vị. 10 cái khẩu trang vải bình thường ở ngoài người ta bán, trong mùa dịch người ta bán là 130.000 một bịch ha. Còn hết dịch rồi người ta bán rẻ lắm, cũng là 50.000. Người ta bán rẻ lắm cũng là 50.000 nha. Rẻ lắm cũng là 50.000 đó mọi người. Cũng là 50.000 một bịch như vậy nè. Thì em chỉ bán cho mấy anh chị thôi 20.000 một bịch 10 cái khẩu trang, 10 cái khẩu trang vải rất là tuyệt vời quý vị nha. Ai chốt khẩu trang vải comment giùm em 20k kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Hai chục ca nha quý vị nha. Khẩu trang này là em vừa bán em vừa tặng luôn. Hai chục nha. Hai chục là mình sẽ được 10 cái nha quý vị ơi. Rồi ai chốt thì chốt giùm em ha. Đúng rồi chị Anh Thoại. Dạ ok chị Diễm Trần, bữa nay em lên nút qua luôn cho chị nha. Rồi Mai Phương ơi, Mai Phương ơi, mua khẩu trang hay là nhận gel rửa tay. Nếu khẩu trang thì vui lòng ghi giùm em là khẩu trang 20k kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi, Quỳnh A, rồi Nguyễn Hoàng Sơn cho số điện thoại nha. Nguyễn Hoàng Sơn cho số điện thoại nha. Rồi, khẩu trang y tế có luôn nha quý vị. Khẩu trang y tế có một hộp là 100 nha quý vị nha. Không bán lẻ, không bán rẻ, không bán lẻ luôn. Một bịch là một hộp là 100. Đó, cứ một hộp khẩu trang y tế là 100.000. Còn khẩu trang vải này là 20.000 10 cái. 20.000 10 cái nha. 20.000 10 cái. Khẩu trang vải ai chốt được thì chốt giùm em. Ai chốt được thì mấy anh chị mình chốt giùm em ha. Rồi, Nguyễn Hoàng Tính, em chốt cho Nguyễn Hoàng Tính luôn nha. Rồi. Ok, khẩu trang vải chỉ có 20.000 thôi. 20.000 được 10 cái. Khẩu trang vải 20.000 được 10 cái. Mọi người chia sẻ livestream giùm em nha. Rồi, Nghiêm Hạnh ơi, cho em số điện thoại, cho em địa chỉ nha. Cho em địa chỉ luôn nha. Em còn giảm hết bộ cọ trang điểm rồi. Khẩu trang vải nha quý vị nha. Còn khẩu trang y tế là 4 lớp. Khẩu trang y tế là 4 lớp. Rồi, chị Nguyên Sa một bịch khẩu trang vải. Khẩu trang vải chỉ có 20.000 thôi nha mấy anh chị. Chỉ có 20.000 thôi. Rồi. Kìa còn 2 bịch bông y tế nữa không? Đưa đây. Rồi, đưa đây còn mấy bịch nè. Đây bán lẻ cho nè. Rồi 1 2 3. Rồi để đây đi. Để coi còn không em. Em ấy cho. Rồi đây quý vị. Bông bạch tuyết nha quý vị nha, khẩu trang 4 lớp bông bạch tuyết em còn 3 bịch nhỏ, mỗi bịch là 10 cái. Mỗi bịch 10 cái nha. Một bịch em sale cho quý vị luôn, một bịch là 20.000. Một bịch 20.000 nha, 10 cái khẩu trang, một bịch 20. Ai lấy cứ comment giùm em. Khẩu trang y tế 20k kèm số điện thoại nha. Một bịch 20k 10 cái, một bịch 20k 10 cái nha. Một bịch 20k 10 cái, chia sẻ livestream, chia sẻ livestream em quý vị ơi. Chia sẻ livestream nhiệt tình dữ dội vô giùm em ha. Đó, phải chia sẻ livestream em mới tặng quà được. Trời ơi, nhiều quà tặng lắm. Nhưng mà phải chia sẻ livestream em mới chốt được cho quý chị nha. Chia sẻ livestream giùm em nha mấy chị ơi. Đó, mình tình thương mến thương mình chia sẻ livestream cái ha. Khẩu trang y tế 10 cái chỉ 20 nha quý vị. Mới ra cái gì? Ok. Rồi. Ok Nhô Ngô Trần Minh An anh, Minh An, một lát su su chốt nha. Rồi. Rồi ok ok, lên hàng à. Su su sẽ lên nút qua luôn. Ủa bà Lu Chanel đó ở đâu rồi? Đây. Ủa còn chai hả Tiền? Rồi quý vị em lên chai này luôn quý vị nha.
Blue Chanel còn một chai duy nhất. Blue Chanel còn một chai duy nhất. Nghiêm Hạnh chốt nha, một hộp khẩu trang y tế là 100 nha. Rồi rồi, ok rồi, đây thú vị nha, Blue Chanel em sale cho quý vị luôn, một chai như vậy còn một chai duy nhất, 149.000. Chai này bình thường em bán rẻ lắm là 280.000 nha. Còn trong livestream này, trong live duy nhất cái livestream này thì em bán cho quý vị một chai Blue Chanel là 149.000, còn một chai duy nhất, không còn chai thứ hai nha. Một chai duy nhất nha, ai chốt được thì chốt giùm em ha. Khẩu trang. Một trăm bốn mươi chín ca Blue Chanel nha quý vị nha, rất là thơm. Rất ư là thơm nha quý vị. Rồi, dạ, nước dầu thơm Lacoste em hết cho Quyền Quyền ơi. Rồi, Blue Chanel là 149 nha quý vị nha. Rồi nếu quý vị chốt thì ai chốt được chốt cho em nha. Rồi, chai nước hoa mini hiệu Lacoste. Nước hoa mini hiệu Lacoste một chai duy nhất 49k. Ai đặt hàng để lại số điện thoại địa chỉ giùm em nha. 49k đặt hàng để lại số điện thoại và địa chỉ giùm em. Đó. Dạ, mặt nạ miếng để em lục còn không chứ bữa nay em hết rồi. Cái bình thường của em là hết rồi. Để em lục trong đây có còn không nè. Trời ơi, còn một hộp. Bịch vậy 100 đúng không? Bịch vậy là 20. Rồi Quỳnh Anthony. Lộn. 49k chốt cho dâu tây. Rồi. Mặt nạ miếng em còn một hộp duy nhất nè anh đi Lê ơi. Mặt nạ thuốc nè, em còn có một hộp 5 cái thôi. Mặt nạ thuốc em còn có 5 cái thôi, 1, 2, 3, 4, 5 ha. Còn có 5 cái thôi thì trong cái livestream này, anh nếu mà anh chốt cái này em lấy anh 69k. 69k cái hộp này nha anh ơi. Bình thường em bán hộp này là 150 ngàn nha. Mặt nạ đắp mặt nạ này rất là tốt luôn, 69k. Nếu anh chốt giùm em nha. Rồi Blue Chanel cho Võ Thành Nam luôn. Rồi. Cái gì? Vuột đèn chứ gì. Blue Chanel nha quý vị nha. Blue Chanel xong rồi nè. Đó. 49k nè. Rồi hộp mặt nạ này là nhiêu quá rồi? 69. 69. Một hộp duy nhất. Mặt nạ thuốc sử dụng rất là tốt nha quý vị. Rồi đưa nước hoa tiếp đi. Và set đỏ kìa. Rồi. Tiếp cho quý vị nha. 149. Rồi, dạ thưa quý vị, vờ set đỏ. Vờ set đỏ mùi cực kỳ thơm, phiên bản giới hạn mùi cực kỳ thơm còn 1 2 3 4 chai, chỉ còn duy nhất 4 chai cho quý vị nha. Rồi 69k dồn đơn cho em đi lên mặt nạ 69k luôn. Rồi ok, vờ set đỏ này ai comment lẹ nhất thì được nha. Comment chậm là không được, em sale giá vốn cho quý vị luôn 140.000 một chai nha quý vị nha. 140.000 ai chốt thì chốt luôn giùm em ha. 140.000 đó. Bữa nay em xả vàng cho quý vị luôn 140. Đó, chia sẻ livestream nhiệt tình dữ dội lên giùm em quý vị. Mi không có nha Mi ơi, dâu tay ơi hết rồi nha. Rồi chị Diễm Trần chốt, chị Diễm Trần một chai đỏ này rất là tuyệt vời, cực kỳ thơm. Rồi cái mùi này hả thơm, thơm muốn xỉu. Dạ Lacoste xanh em hết rồi chị ơi. Cái mùi chai. Trời ơi rất là thơm. Thơm dữ dội luôn á. 140 Mai Phương. Rồi. Đỏ Quỳnh Chí Cường ơi, cho em địa chỉ Quỳnh Chí Cường ơi. Rồi chị Diễm Trần ơi, em chốt chị Diễm Trần rồi nha. Chị Diễm Trần một chai, Mai Phương một chai, Quỳnh Chí Cường một chai. Rồi còn ai chốt nữa thì chốt giùm em nha. Còn ai chốt nữa chốt giùm em một chai cuối cùng nha quý vị nha. Và set đỏ chỉ còn một chai. Lê Văn Thành một chai luôn rồi, em hết và set đỏ nha. Trời ơi, bữa nay có những cái chai em sẽ sale rẻ cho mấy anh chị luôn. Ê, cái vợ set đen nó còn không vậy? Còn mấy chai vậy? Rồi đưa mấy cái set ra mini dưới kìa, sale rẻ hết cho. Dưới kìa, bô, đưa anh bô.
Rồi chuẩn bị nè nha. Dạ đúng rồi Quỳnh Chí Cường ơi, cứ cho địa chỉ trên like giùm em ha. Rồi set nút qua mini đó, set nút qua một set nè, hai set nè, hai set, còn hai set quý vị, còn hai set quý vị ơi. Nước qua mini bình thường em bán là 150.000 một set. Một set mình sẽ có 6 chai trong đây, 6 chai nó tượng trưng cho 6 mùi khác nhau quý vị nha. Là bây giờ em sale luôn chỗ quý vị luôn. Đó là 49.000 một set, còn hai set duy nhất thôi 49.000. Ai chốt nhanh nhất thì em chốt cho người đó nha. Ai comment sau thì thông cảm giùm em là em hết hàng. Đỏ đỏ, đỏ đó thơm dịu không, thơm lắm nha. Rồi ok Quỳnh Chí Cường cho địa chỉ ha. Rồi Lê Văn Thành cho địa chỉ luôn. Rồi dầu thơm 49k luôn, rồi ok luôn. Rồi Phạm Minh, Phạm Nhật Minh chưa coi địa chỉ là không được nha. Dạ hàng giao từ bên em, quý vị mở ra coi kiểm tra hàng kỹ lưỡng giùm em ha. Rồi em chốt cho chị Diễm Trần luôn. Rồi ok, chốt chị Diễm Trần luôn, xong. Hai cái, hai cái đúng không? Rồi ê, đưa cái cái này nó, ừ chết chết. Ừ đúng rồi, hai cái đứa cái vỏ luôn. Rồi chuẩn bị lên chai này mấy anh chị ơi. Trời nó cái chai này là bao xuất sắc luôn. Đây đặc biệt nha, mùi chai này rất là thơm. Mùi cái này là tinh dầu rất là thơm. Mùi thơm như là tinh dầu Dubai vậy đó quý vị. Đó những ai mà mua nước hoa, mà nước hoa Dubai rồi đó thì sẽ biết trời ơi cái mùi này rất là thơm mấy anh chị ơi. Quá thơm luôn, thật sự em đang nghẹt mũi luôn đó. Em đang nghẹt mũi mà em còn nghe mùi thơm. Cái này em chỉ còn 4 chai, em sẽ giữ lại một chai em xài nha. Em giữ lại một chai em xài, còn 3 chai em bán. Và ai mua chai này em có một cái cam kết với mấy anh chị rằng nếu mua chai này chích mã vạch mã code giùm em ha. Rồi không thơm em hoàn tiền cái chai này lại gấp 10 lần cho mấy anh chị luôn. 169.000 một chai nha. Chốt 3 chai thôi. Có tem mạc đầy đủ. Đây, đây có tem nha quý vị nha, có tem nha, tem dán là đầy đủ cho quý vị nha. 169 hả? 169.000 một chai đó. Trời ơi đậy nắp mà nó còn thơm đó mọi người. Ai mua chai này là em sẽ cam kết, có một điều cam kết với mọi người là chai này nếu mua chai này không thơm không lấy tiền, lưu hương không lâu, em hoàn tiền lại cho mọi người luôn nha. 169.000 một chai, chốt cứ để lại số điện thoại địa chỉ giùm em. Có nước hoa mùi cước heo không? Bà nội cha mày, trời đất ơi, nước hoa tự nhiên nước hoa mùi cước heo. Quyền Quyền cho địa chỉ Quyền Quyền ơi. Còn có 3 chai nha quý vị nha, 169 là còn có 3 chai thôi. Chốt cho chị Quyền Quyền một chai nè, đó. Rồi ai chốt một chai, chai này thơm rất, lưu hương rất lâu nha Lê Văn Thành. Lưu hương rất là lâu, rất là tuyệt vời luôn, thật sự. Lưu hương rồi, gì? Mai chị qua lấy, ok chị Diễm Trần. Rồi chai này rất là tuyệt vời quý vị nha. Sell một chai Victor, rồi ok. Cho chai Victor ra đây sell chơi. Một chai thôi, sell một chai thôi. Em sell một chai mẫu thôi nha quý vị. Chai này là 750.000, em sell chai mẫu nha. Rồi ok Quyền Quyền. Rồi chai tím này nè, ai chốt thì chốt giùm em 169 nha. 169 nha. Cho anh chai nhanh Lim. Ok Lim ơi. Mùi ngọt đúng rồi chị Mai Phương ơi, chai này rất là thơm, rất là dịu. Rồi Lim Lim ơi, cho em địa chỉ luôn Lim Lim nha. Lim Lim cho em địa chỉ luôn ha. Chào Hoa Tuyết. Rồi, chai này là chai mẫu nha quý vị. Chai mẫu nha, có nghĩa là chai em đã khui ra rồi. Em đã test rồi, em đã khui ra cho tất cả mọi người xem rồi. Chai này em bán là 750.000. Có một lần em sell rất rẻ. Em sell rẻ nhất của nó là 399.000. Và trong livestream này em chỉ sell một chai mẫu thôi. Em sell một chai mẫu duy nhất 199.000 nha. Ai chốt được thì chốt, ai nhanh nhất thì được 199.000. Ai chưa mua được chai này thì mua liền giùm em nha. Chai này bao thơm luôn, bao thơm, hàng Mỹ không cần giới thiệu nhiều nha. Một chai 199.000 đó. Chốt cứ để lại số điện thoại chai mẫu giùm em ha. Đó, tại vì chai này là chai mẫu, chai khui rồi, em mới sale cho quý vị nha, là 199. Võ Thành Nam. Ok Võ Thành Nam luôn. Có bị BD không em? Dạ em không có bị BD nha, em bị bóng thôi. Em được BD giống nước hoa Trần Đò. Trời, nước hoa Trần Đò là nước hoa gì dạ không biết. Là nước hoa gì vậy? Su su bán nước hoa sên chứ đâu có ăn nước hoa Mỹ. Mấy triệu nhưng ta.
Hello Liêm Nguyễn. Gửi rồi nha, rồi Như Quỳnh. Như Quỳnh cho số điện thoại, cho địa chỉ nha quý vị nha. 199.000 ai chốt thì để lại số điện thoại, địa chỉ giùm em. Rồi, Như Quỳnh cho số điện thoại, cho địa chỉ nha. Có bánh tráng không? Dạ không. Lý Hoàng Thiên Kim chắc chặn nó quá. Con Hà Bá, con Hà Bá điên lời. Cái lừa bị xứ, cái lừa, cái đầu ghẻ không, cái đít ghẻ không, cái lừa bị xứ. Hello Vinh Vinh. Và xét kìa, còn một chai đúng không? Còn một chai thôi không? Đâu? Thành Nam, cái chai mới. Từ 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 từ. Thành Nam 169 mấy mẹ. 169 chai tím kìa kìa. Trời ơi trời. Rồi, chai này còn một chai mẫu luôn quý vị. Chai này còn một chai mẫu luôn. Rồi Như Quỳnh, ok Như Quỳnh. Cho số điện thoại đi Như Quỳnh ơi. Rồi Phong Trần Như Quỳnh luôn. Lấy ra luôn, hai chai kia kìa. Ừ, không kia kìa kìa. Vít. Ừ. Đưa hai chai ra. Cho địa chỉ trên đây là rồi, một chai mẫu tiếp nha. Ai mua được chai mẫu là sẽ có giá rất là rẻ. Rồi ha. Đây. Trời ơi, chai này là khỏi chê giống quý vị nha. Trời ơi, Versace. Chai Versace. 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 Một chai như vậy bình thường em bán là 380.000. Trong livestream này em bớt số 2 là còn 179.000 cho quý vị nha. 179 ai chốt để lại số điện thoại giùm em. 179 nha, chai mẫu mới bán giá đó nha mấy mẹ. Mấy mốt mấy mẹ vô kêu, đang livestream kêu, ừ sổi bán. Để vô. Chai đó luôn. Rồi 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 rồi, 179 quý vị, 179 một chai này nha quý vị nha. Rồi cái này là hơi xuất sắc luôn nha. Hơi bị xuất sắc luôn nha, 179 nha. Chai này ai không lấy là tiếc. Ai không lấy là tiếc cho mà coi, nói thiệt. Chị Nguyên Sa, chị còn coi, chị hốt chai này đi, chị rất là thơm. Nha, 179 ha. Có một chai duy nhất cho quý vị ơi. Chỉ có một chai, không có chai thứ hai. Rồi em chốt cho Diễm Trần luôn, chai này rất là thơm, chị Diễm Trần ơi. Trời ơi, chỉ có mẫu, chai mẫu em mới chốt giá đó thưa quý vị. Rồi 179 nha chị ơi. Rất rất là thơm. Cái gì? Ừ là chai 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 kia kìa. Rồi đưa gu xì lên. Đưa giùm gu xì. Chai đó mùi ngọt. Chai đó mùi ngọt dịu. Rồi lên một chai nữ nữa sẽ lên chai nam. Đây lên chai nữ, cái này còn hai chai nha quý vị nha. Cái này còn hai chai luôn. Và một cái chương trình cực kỳ đặc biệt. Một chương trình cực kỳ đặc biệt đây. Một chai gu xì bamboo. Gu xì bamboo sale chỗ gì luôn nha. Sale luôn. Gu xì bamboo 129.000. 129.000 một chai. Giá rẻ không? Cực rẻ. Tại sao bán giá này? Tại vì bây giờ em đang xả kho. Chơi chương trình xả kho 129.000 một chai nha quý vị. Dạ 22 em hết nha. 22 em đã hết quý vị ơi. 22 em hết rồi. 22 em hết nha. Đây 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 Nhật Phạm, chai này đây Nhật Phạm. Chai này đây Nhật Phạm ơi, chai này cực kỳ thơm. 1292 đặt để lại số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Chai Gucci Bamboo này. Mùi nó bao sang trọng luôn quý vị. Mùi lại bao sang trọng luôn, không thơm không lấy tiền. 129 có xịt toàn thân nữ không xu, Lý Hoàng Thiên Kim có nha. Còn mấy chai, ba chai kìa. Ba trái trong lấy giùm xuống. 129 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giùm em quý vị ơi. Này cái này còn hai chai thôi nha, không có còn nhiều. Đó, chỉ còn có hai chai thôi à. Ừ, đưa hết đi. Rồi, xịt body, xịt body còn 3 chai. Xịt body còn 3 chai nha quý vị nha. Xịt body còn 3 chai, 4 chai. Đó, xịt body còn được 4 chai. Một chai sale 99.000 một chai. 99.000 một chai, ai chốt chốt liền giùm em. Ngô Trần Minh Anh vui lòng cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Có nước hoa blue không cho em coi đi xu. Thu Hương ơi, nước hoa blue nãy còn có một chai à. Mà đã sale rồi nha, nước hoa blue đã sale rồi. Đó. Vít, vít, xịt body vít 99.000. Ai lấy thì lấy giùm em, comment giùm em là xịt body vít 99 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giùm em nha. Rồi có gì em sẽ chốt đơn luôn cho mấy anh chị. Đưa giùm chai kia kìa. Sát góc á.
Em dồn vô đơn đồ ăn. Ok, Lý Hoàng Thiên Kim cho số điện thoại, cho địa chỉ. Đây, D&G. Chai này không tuyệt vời là không lấy tiền nha nam nha. Mùi nam nha. Nhìn xu kích dục ghê thế ghê vậy má. Rồi đây, khui đây cho mấy anh chị coi. Chai này mùi nam nha mấy anh chị. Mùi nam nha. Thí dụ nữ á thì mình mua mình tặng chồng mình cũng được. Chai này cực kỳ thơm. Ôi lỡ rồi em khui ra luôn, em để dành chai em xài quý vị ơi. Rồi, cứ chia sẻ livestream giùm em một lát, có rất là nhiều quà tặng nha. Nắp là nắp gỗ quý vị, cái chai rất sang trọng nha. Chai rất sang trọng, nắp là nắp gỗ quý vị ơi. Đó. Nắp gỗ rất là sang nha. Chai này thì em sẽ không có sale nhiều được cho mấy anh chị nha. Chai này không sale nhiều được, sale còn 199.000 hết giá, lỗ luôn. Rồi, 199.000 một chai. Chai này em có cam kết quý vị, không thơm. Nếu mùi hương chai này không lưu hương trên 8 tiếng, em hoàn tiền lại cho mọi người luôn nha. Chai này nè, với chai này là em sẽ cam kết về chất lượng sản phẩm của chai này luôn, 199.000. Ai có nhu cầu sử dụng thì chốt chai này giùm em ha. Rồi, Nhật Trần cho số điện thoại, cho địa chỉ giùm em. Rồi, Tròn Tự Trong Tâm một chai. Ok, chai này rất thơm anh Tròn Tự Trong Tâm ơi. Em trót rồi, cho địa chỉ em trót rồi. 199. Trời ơi, chai này tuyệt vời luôn. Chai này mà không thơm, không lấy tiền. Nói thiệt. Nhức nắp luôn á. Nắp là nắp gỗ nha quý vị. Nắp là bằng gỗ nha. Trời ơi, thơm má hú luôn. Thơm mụ nội cũng đổi chú khô luôn quý vị. Chị Diễm Trần ơi, chai này rất thơm chị ơi. Chị có chốt chốt giùm em nha. Các bạn tên tiếng Thái chốt nè. Rồi, Liêm Nguyễn chốt nè. Dạ, Liêm Nguyễn chốt nè. 199, trời quá thơm mọi người. Cái chai này nó thơm ơi là thơm luôn nha. Thơm rất thơm. Đó. Thơm quá sao thơm. Trời ơi trời. Rồi, Đông Dí Dỡm cho số điện thoại, cho địa chỉ giùm em ha. Lê Văn Thành cho số điện thoại. Rồi, ok em trót. Rồi, rồi, rồi. Rồi, có ai mua nước hoa xịn không? Em sell một chai chơi nè. Đưa đưa hai cái hai chai bằng sắt á. Rồi, Quỳnh Phong, ok. Hãy cho Quỳnh Phong có địa chỉ nè. Ai địa chỉ thì mình ưu tiên trước. Cái tên tiếng tùm lum tùm la đó để hỏi lại. Hết rồi mà chốt còn như thay đơn. Tên tùm lum tùm la là tên gì? Đây địa chỉ thôi mà. Nè. Có tên tiếng Thái rồi. Lấy ra đưa để qua đơn này. Rồi. Chia sẻ livestream giùm em quý vị đây. Rồi một chai mẫu kìa. Ừ, đó. Hai chai này nha quý vị nha. Hai chai này em lúc nào cũng bán với giá là 1.200.000 đồng. Thì trong duy nhất livestream này mỗi mẫu em chỉ bán một chai thôi. Dạ, đi o server em hết rồi chị anh ơi. Mỗi mẫu em chỉ bán sale một chai chơi vui với quý vị trong cái livestream này thôi nha. Ai nhanh thì được, ai chậm thì thôi, coi như là em xin lỗi. Rồi, bây giờ em khui ra quý vị ơi. Trời ơi, cái chai này với cái chai này nè, bằng sắt. Đó. Cái đây chai này nè, đó quý vị thấy không? Chai này nè, mùi nữ nam xài đều được, nam nữ xài đều được. Nè. Đó. Đông Dí Dỏm cho địa chỉ, ok, chốt cái Đông Dí Dỏm nè, đó. Mùi này nam nữ vừa xài được nè. Scandal ha. Rồi còn chai này. Đây, mã vạch mã code ở đây nha. Bây giờ để em khui ra. Em khui chai này ra cho mấy anh chị coi. Ai là nam vui lòng giật chai này liền giùm em. Chai này bình thường em sẽ bán là 1.200.000 đồng nha quý vị nha. Nếu ai đã từng coi livestream của em nhiều lần thì chắc chắn biết được là em bán là 1.200.000. Nhưng trong livestream này em sẽ sell cho quý vị giá rẻ hơn rất là nhiều. Giá rẻ hơn rất nhiều chứ. Nhưng mà em chỉ sell một chai thôi nha. Trời, em chưa ra giá mà chị Bích Hằng ơi. Nếu em ra giá xong chị ok, chị comment liền giùm em chữ ok để cho em chốt cho chị luôn nha. Đây. Trời ơi, còn gì bằng nữa quý vị. Đây nè. Đây, chai này không thơm không lấy tiền. Không thơm không lấy tiền nha. Không thơm không lấy tiền. Thì chai này 1.200.000 đồng. Em sell cho quý vị một chai này là 399.000. Chai màu xanh 399. Chai này cũng 399 luôn nha quý vị nha. Rồi cầm cho. Scandal cũng 399 nha. Rosa cũng 399 luôn. Chỉ hai chai duy nhất cho quý vị ơi. Chị Bích Hằng ok thì comment giùm em ok nha.
Rồi ai ai mà lấy cái chai này thì cứ comment giùm em ha. Ok. Rồi chị Nguyễn Trịnh Bích Hằng một chai màu xanh luôn. Rồi. Anh Tròn Trự Tông Tâm ơi, anh lấy màu xanh hay là màu scandal vậy anh ơi? Đông dí dởm ơi, màu xanh hay là candle, comment rõ giùm Su Su nha. Rồi, Khuê Lê cho em số điện thoại nè. Trong duy nhất livestream này em mới xả cái giá đó chứ không có giá đó nha. Đông dí dởm với lại Tròn Trự Tông Tâm, cho em số điện thoại. Với lại ủa nhầm, cho em hỏi là lấy màu gì? Màu xanh thì comment màu xanh ha. Màu xanh thì comment màu xanh. Đó, còn màu candle thì comment giùm em candle nha. Rồi, ok. Khuê Lê chưa cho em số điện thoại, Thu Hường cho em số điện thoại luôn nha. Thu Hường cho em số điện thoại, cho địa chỉ luôn nha. Đó, bữa nay là mới có giá này thôi quý vị. Mua nhiều ghi sổ đồ không được nha em, thiếu cũng được, 10 năm sau rồi trả. Chị em mình sẽ còn gặp nhau dài dài mà. Chai này nữ xài rất ok nha quý vị. Nữ xài sẽ rất là ok ha. Rồi đông với giỡn luôn, chốt luôn. Dạ ok anh Tròn Tự Trong Tâm. Chị Khuê Lê ơi. Rồi ok em chốt cho chị Khuê Lê luôn. Chị Khuê Lê màu xanh. Còn chai này là của nữ nha quý vị nha. Nữ sử dụng rất là ok ha. 399 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giùm em. Chai này thơm lắm nè Như Quỳnh ơi. Đó, chốt cho quý vị luôn. Xô ơi gửi hũ mức, gửi mình hũ mức sấy nha. Ok. Đây trời cái chai này nè, nó thơm bát ngát, nó thơm ngào ngạt luôn. Trời ơi trời má ơi. Nè tụi bay hửi nó coi thơm không? Thơm nhức nách luôn á. Chai scandal này rất là thơm nha quý vị nha. Nha. Chai scandal này rất là thơm luôn nha. Dạ ok Thu Hường, em chốt cho chị Thu Hường nha. Lý Hoàng Thiên Kim. Màu xanh. Xanh hết rồi. Ủa hết xanh rồi. Chị ơi hết xanh rồi, chị lấy candle giùm em được không chị ơi? Tại sao em còn có hồi nãy còn có hai chai là em thôi em lỡ rồi em xả luôn. Em xả vàng luôn đó. Ai? Khuê Lê ơi, cho em địa chỉ đi chị Khuê Lê ơi. Những ai mua hàng của em thì cho em địa chỉ luôn ha. Cho em địa chỉ luôn để em chốt luôn cho lẹ. Chốt đơn lẹ nha quý vị nha. Rất là thơm quý vị. Rồi mọi người ơi, mọi người có muốn mua đồ Thái không? Đồ Thái sau lưng Su Su nè. Rất là nhiều. Ê đưa máy chai sữa rửa mặt đi. Tìm. Sell máy chai sữa rửa mặt cho quý vị luôn nha. Rồi em chốt cho chị Khuê Lê. Sẵn mọi người có đơn á, có đơn nước hoa đó, thì mình đặt những nhu yếu phẩm, ví dụ như sữa rửa mặt nè, kem đánh răng nè, kem dưỡng da nè, để mình giao luôn một lượt quý mọi người ha. Giao luôn lượt. Hello chị Bích Xuân. Rồi. Sữa rửa mặt vitamin E của Thái Lan nha quý vị nha. Đây, sữa rửa mặt vitamin E của Thái Lan, sử dụng cái sữa rửa mặt này giúp cho da mặt mình loại bỏ đi những cái sắc tố, những cái bụi bặm khi mà sau một ngày mình làm việc đó, mình sử dụng sữa rửa mặt. Và đặc biệt cái vitamin E nó giúp cho mình đó là tái tạo làn da, sau khi rửa mặt nó sẽ còn động lại trên da mặt mình. Đó là một lớp dưỡng chất, một lớp tinh chất của vitamin E sẽ giúp cho da mặt mình lúc nào cũng trắng nè, lúc nào cũng căng, và đặc biệt đó là nó sạch nha. Một chai như vậy em sale cho quý vị 49.000 một chai nha quý vị ơi. Sữa rửa mặt. Sữa rửa mặt vitamin E 49.000 một chai. 49 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giùm em nha, một chai nhiều lắm. Một chai rất là nhiều. Đó, đi bên Thái mặc mấy cái chai mà vitamin E này là phải giành giật á, tại vì một lần mà vô store mà mỹ phẩm á là chúng xanh nó giật thiếu điểm rớt tóc giả luôn quý vị. Cho nên là đi lúc nào là cũng phải giành giật hết trơn á. 49k ha. 49k kèm số điện thoại kèm địa chỉ giùm em. Đây. Vitamin E, sữa rửa mặt vitamin E rất là tốt cho da mặt mình luôn nha. 49k nha quý vị. Rồi kèm đánh răng Sensodyne luôn kìa. Chị Nhung Nguyễn ơi cho số điện thoại rồi anh Quỳnh Anh Pha Bao gì nè. Rồi một chai. Rồi. Từ từ. Nó đang in.
nó bị lắc rồi. Đợi xíu cái gì ơi, coi còn bật nút không vậy. Trời ơi, đừng có ngồi lên máy xài dây điện. Rồi à, sữa rửa mặt 49.000 để số điện thoại lại giùm em nha quý vị ơi. Sữa rửa mặt 49.000 để số điện thoại lại giùm em. Được chưa? Bật lên. Rồi em chốt cho sữa rửa mặt nha quý vị, sữa rửa mặt 49k nha. Rồi đây, sữa rửa mặt 49k cho chị Nhung Nguyễn nè, Alpha Boy nè, VVV nè, chị Nguyên Sa một sữa rửa mặt nè. Đó, chị Nhung Nguyễn cho địa chỉ nè. Rồi sữa rửa mặt chị 49k cho quý vị nha. Rồi, kem đánh răng, cái này là chương trình khuyến mãi quý vị ơi. Chương trình khuyến mãi rất đặc biệt, một chai kem đánh răng. Đây, em mở ra cho quý vị coi ha. Mình sẽ có một chai kem đánh răng nha. Một chai kem đánh răng nè, sẽ được tặng một cái bàn chải đánh răng của Thái Lan. Đó, cái dòng sản phẩm là Sensodyne này rất là tốt luôn. Thứ nhất, sản phẩm này là em đang dùng, em đang sử dụng trong nhà em đang sử dụng luôn như vậy. Khi mà đánh răng á, mọi người cảm thấy nó mặn và nó nóng cái răng, là lúc đó nó đang tẩy trắng răng mình rất là mạnh nha quý vị nha. Tẩy trắng răng mình rất là mạnh, và đặc biệt những ai bị nha chu đã đánh răng hay bị chảy máu á, sử dụng Sensodyne giùm em nó rất là tốt. Rồi, thì một ống kem Sensodyne như vậy và kèm theo đó là cái bàn chải đánh răng thưa quý vị. Rất rẻ quý vị ha, 39.000 thưa quý vị. 39.000 một ống kem được tặng một cái bàn chải đánh răng. Đó, bình thường hồi trước em bán là một ống kem Sensodyne cũng là 39.000 rồi. Còn giờ thêm cái bàn chải vẫn 39.000. Cái này là chương trình khuyến mãi của bên chỗ mình đi lấy hàng thôi quý vị. Đó, 39.000 một cây kem đánh răng, nhu yếu phẩm gia đình rất là cần sử dụng ha. Andy Lê nè, Trí Minh Trương nè, 39.000 nè. Rồi chốt ha. Rồi có ai mua đồ ăn, thức uống cứ để lại xuống thoại giùm em. Nguyễn Hoàng Tính ha, rồi Nguyễn Linh hai kem đánh răng luôn. Em chốt cho Nguyễn Linh luôn nha. Rồi, ê đưa coi. Ba, ô, ok Quỳnh Anthony nha. Em trai nha, ok Trần Thúy Vy. Được cái dán thải độc chân. Dán thải độc chân có hàng lại rồi nha. Hồi hổm là không, em về được 50 gói nhưng mà không đủ hàng để bán nha quý vị. Rồi Nhung Nguyễn một kem đánh răng luôn. Dạ đây, cái này là liên quan tới sức khỏe gia đình nha quý vị nha. Ngọc Hân cho em địa chỉ nha Ngọc Hân nha. Liên quan tới sức khỏe gia đình ha. Liên quan tới sức khỏe gia đình. Và cái này nè, em chỉ giảm giá tới một mức giới hạn thôi, không giảm giá nhiều. Rồi, chị Nguyên Sa một kem đánh răng luôn. Rồi hồi hổm, bữa hổm mấy anh chị nào hỏi em đó là miếng dán thải độc. Thứ nhất, cái miếng dán này trước khi đi ngủ mình sẽ lấy hai miếng, mình dán vô lòng bàn chân nha quý vị nha. Mình sẽ dán vô đây nè, đó. Mình dán một miếng vô, bên chân này mình dán một miếng vô. Sau một đêm khi mà mình ngủ dậy đó mọi người nha. Sau một đêm khi mình ngủ dậy, khi mình thức dậy thì mình sẽ thấy là cái miếng dán này nè, nó sẽ động lại những cái chất dơ. Những cái chất dơ nè, nó nhờn nhờn, nó đen đen, nó nhớt nhớt. Đó là những độc tố trong cơ thể mình được thải ra ngoài bằng cái đường đó là lòng bàn chân. Đó, cái miếng này nó sẽ hút, nó hút độc tố giống gì nha. Bình thường em bán một cái này là 120.000 một gói nha. 120.000 một gói như vậy nè. Là một gói trong đây sẽ có là 10 miếng. 10 miếng thì mình sẽ sử dụng được 5 lần. Mỗi lần mình sử dụng 2 miếng nha quý vị nha. Thì 120.000 một gói thì trong livestream này em sẽ sale 50% cho quý vị luôn, là 60.000 một miếng và 60.000 một bịch. 60.000 một bịch, nếu quý vị mua 2 bịch. Mua 2 bịch là 100.000 nha. Mua 2 bịch là 100.000, mua 1 bịch là 60.000 một bịch. Đó, ai chốt thải độc chân thì chốt giùm em. Ai chốt thải độc chân thì chốt giùm em nha. Ngọc Hân chốt một kem đánh răng luôn, 39.000 thôi. Cái thải độc chân này sử dụng cực kỳ đã, cực kỳ sướng. Một, em nói thiệt luôn á, lúc đi Thái á, em đâu có biết sản phẩm này là, tại vì em đi Thái ban đầu bán mỹ phẩm, bán son, bán phấn đó.
cái bạn em nó nhắn tin, ừ mày đi qua Thái mày, cái nó chụp cái gói này nó gửi cho em coi, nó gửi cho em coi, thì lúc đó đó em mới đi tìm, tìm thì mua sẵn, mua dư một bịch, tối tối ở khách sạn luôn, dán thử luôn. Qua bữa sau em nói thiệt, cảm thấy là mình khác đi liền nha. 60.000 một bịch nha quý vị. Nhìn cái gì? 60.000 một bịch nha. Thủy Phạm ơi, cho em số điện thoại địa chỉ nha. Chí Minh Trương em chốt một gói nha, một gói 60, hai gói 100. Một gói 60, hai gói 100 như vậy nha. Chị Thủy Phạm cho số điện thoại địa chỉ giùm em. Nước gót là nước gót nha, chứ không có, cái này không có trị nước gót nha. Rồi, Phạm Minh, Phạm Nhật Minh hai gói luôn. Dạ, không có bán Hóc Môn. Quỳnh Anthony luôn, em chốt nha. Ship 40 tỉnh, Sài Gòn 30 nha. Võ Thành Nam hai gói 100. Cứ hai gói 100, hai gói 100. Một gói 60. Bình nước còn không xu, còn vài bình thôi, 99 ngàn. Để coi còn được mấy bình. Bình nước còn màu hồng nè. Thêm một kem đánh răng cho chị Nhung Nguyễn. Bình nước còn màu hồng nè nè. Giang Phạm ơi, Giang Phạm ơi, bình nước còn màu hồng lấy thì chốt dùm xu nha, 99 ngàn nha. Su Su đang bận cái yếm. Bận cái yếm chứ bận cái gì. Bình nước 99 ngàn quý vị. Trời, bình nước về đâu đủ bán đâu. Vậy mà nó bơm hàng, nó bơm hàng. Chủ nhật Su có diễn ra sao không? Su có nha Trần Thúy Vi. Có nha Thúy Vi ơi. Vì ơi vì ơi vì vì có biết không gì thì con chim yêu thương là sống với đau thương. Rồi lắp chả đây thưa quý vị, chai này là nước rửa tay, đây là xà phong, xà bông rửa tay nha, xà bông rửa tay còn hai chai duy nhất thôi. Cái này là chuyên dùng cho trẻ em diệt khuẩn và nó không có cái chất tẩy để làm cho da mình bị hư. Đó là dùng cho trẻ em. Thì một chai em bán là 280.000. Em chỉ còn có hai chai thôi. Em sale lại cho quý vị luôn, 99.000 một chai nha. Còn hai chai thôi. Rồi Thủy Phạm lấy bình nước hồng phải không? Ok Thủy Phạm nha. Rồi Thủy Phạm lấy bình nước màu hồng luôn. Rồi cái này là xà bông rửa tay quý vị, xà bông rửa tay 99 ngàn, cái này sale ha, 99 ngàn còn 2 chai thôi, không có còn nhiều. Sữa dê còn không ta? Sữa tắm dê á, sữa tắm dê như còn á. Ừ, trời ơi, sữa tắm dê này ai mua không? Sale cho quý vị. Sữa tắm dê, và đặc biệt ai mua sữa tắm dê á sẽ phải chịu thêm tiền ship giùm em là 10-20 ngàn nha. Cái này là 1 lít, cái này là 1 lít 2 thì là khoảng 15 ngàn. Ví dụ bình thường mọi người tiền ship mọi người là 30, thì mọi người mua cái chai này nè thì em sẽ bán rất là rẻ, bán giá vốn là cho mấy chị luôn, thì cái tiền ship mọi người chịu thêm 15 ngàn tiền giùm em ha. Thải độc chưng một bịch dồn đơn. Ok rồi, sữa tắm dê một chai 1 lít 2 49 ngàn. 49.000 một chai quý vị. 49.000 một chai nha, 49.000 một chai. Một chai mấy chị ha. Đó, sữa dê là 49.000 một chai. Nó nói gì vậy? Đọc kinh. Em bị BD à em? Có gì corona không? Xô có luôn nha Lương Thiện. Rồi sữa tắm dê ha, 49 ngàn. Chai sữa tắm này ví dụ mọi người mua đó thì mọi người chịu thêm tiền ship giùm em nha. Tại cái này là coi như em bán vốn lại cho mọi người, bán giá vốn lại cho mọi người rồi, thì tiền ship mọi người phải chịu thêm. Ví dụ bình thường mọi người tiền ship là 40, thì mua cái chai này giá rẻ thì mọi người chịu thêm tiền ship giùm em là 15 ngàn nữa, là 55 nha. Tròn tự trong tâm, tròn tự trong tâm. Coi coi có thải độc chưng chưa kìa. Hai gói đó. Tròn tự trong tâm có hai gói thải độc chưng rồi. À kỳ đó anh Xu về Mỹ Tho, anh mời bia á ở hai cái sao. Ôi
Trời ơi, vậy là em biết rồi, em biết anh rồi. Em biết anh rồi nha. Bình nước chỉ còn màu hồng thôi hả? Su su còn bình nước loại khác mọi người mua không? 30 ngàn. Đưa bình bác coi. Còn mấy bình dưới nữa kìa. Đâu? Cái màu xanh kìa, màu xanh sau lưng tiền á. Ừ, đưa mấy cái chai kìa. Còn màu xanh nha. 99 ngàn nè, cái này rẻ nè, cái này bán rẻ được nè. Với lại hai cái xanh lá, cái xanh dương. Rồi. Bình còn hai cái xanh lá. Còn hai cái xanh lá, một cái xanh dương nha. Rồi chị Nhung Nguyễn một chai sữa tắm. Rồi Lý Hoàng Thiên Kim chốt đơn. Rồi còn hai bình xanh lá, một bình xanh dương. Sữa tắm anh Quỳnh Tony là em đã chốt rồi. Nha. Chai cái bình đó, cái bình giữ nhiệt con khủng long á. Em còn một chai màu hồng. Một chai màu xanh, hai chai màu xanh lá. Một chai màu xanh dương nha. Bình 99 ngàn quý vị. Bình lớn là 99 ngàn. Bình đẹp là 99 ngàn nè. Đó, 99 ngàn. Bình nhỏ sale cho quý vị luôn 25 ngàn nha. Bình nhỏ 25 ngàn nha. Cũng là cách nhiệt được luôn nha. Bình nhỏ 25 nha quý vị. Bình nhỏ 25. Chủ nhật giao cho em luôn nha. So ok em. Ủa em Vi ơi, uống trà sữa đi, mai giao luôn Vi. Uống khuôn trà kha sữa khưa đi Vi. Ê, được cái miếng dán dán đầu nhất của Thái bên trong kìa tiền. Lấy màu xanh dương Giang Phạm cho số điện thoại. Lấy một hồng một xanh. Sushi Thảo ok. Ok Sushi Thảo. Sushi Thảo cho Su xin địa chỉ nha. Sushi Thảo lấy hai bình nước, một bình màu hồng, một bình màu xanh. Xanh lấy xanh dương hay xanh lá, comment rõ cho mình Su ha. Rồi, đây quý vị. Cái này là khỏi chê luôn nha quý vị nha. Đây, trời ơi, miếng dán đau nhất. Em nói thiệt quý vị, em là người hay bị đau nhất. Đây nè, nhà ai có người bị đau nhất, bị đau, đau xương nhất, khớp, đau cơ gì đó. Sử dụng cái này giùm em. Trong một bịch như vậy, nó sẽ có là đây, giới thiệu quý vị ha. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Trời ơi, một bịch 20 miếng. Rồi Giang Phạm một chai màu xanh dương. Rồi, một bịch như vậy là 20 miếng nha quý vị nha. Nó sẽ có 20 miếng. Đây nè, giới thiệu mọi người. Rồi, đây giới thiệu mọi người ha. Đau lưng nhức mỏi, nếu mình đau khớp chân, mình dán ở khớp chân. Mình đau mông, mình dán ở mông. Mình đau chân, mình dán ở chân. Mình đau vai, mình dán ở vai. Mình đau cuộc chỏ, mình dán cuộc chỏ nha. Mình đau cuộc chỏ, dán cuộc chỏ. Đau cơ đùi, dán cơ đùi. Đau ở đâu thì dán ở đó, ví dụ như đau ở đây. Đó, mình tháo cái miếng này ra, mình dán vô đây. Cái đây là tinh chất của nhân sâm nha quý vị nha. Tinh chất của nhân sâm nha. Đây, hàng này là hàng của Hàn Quốc nha quý vị. Hàng này là của Hàn Quốc nha. Một bịch như vậy bình thường là 140.000 một bịch. 140.000 một bịch 20 miếng. Thì trong livestream này 99.000 một bịch luôn. Đồng giá luôn quý vị. 99.000 một bịch 20 miếng dán đau nhất. 20 miếng dán đau nhất nhân sâm nha quý vị nha. Dán liền quý vị ơi. Bình thường cũng hay dán nè. 99.000. Thí dụ mọi người đau tay đi thì mọi người sẽ dán vô tay nha nè đó. Đau hán thì dán vô hán. Đau ở đâu thì dán ở đó quý vị. Da kem 4 gram hết. Đau đít dán đít. Rồi. Trời ơi, rất là tuyệt vời quý vị ơi. Dán vô nó ấm liền, nó ấm liền luôn. Nó ấm và có cảm giác nó đang rút cơ quý vị. Nó đang là vậy nè. Nó đang bóp 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 vậy nè. Rồi 99 em chốt cho tròn tự trong tâm. Em chốt cho Quỳnh Anthony Bo. Dạ. Cái này á, cái này nha quý vị, em có ít. Nè anh tròn tự trong tâm ơi, khách quen nè, với lại anh Quỳnh Anthony Bo ơi, mua đại 2 gói đi. Tại vì cái loại này nè, em chỉ có vỏn vẹn là 20 bịch thôi. Em không có nhiều nha. Em không có nhiều. Ừ, ba mẹ em xài rồi, im lắm. Ok, đúng rồi đó Gia Hào.
Đó. Rất là tuyệt vời ha. 99.000 nha. Được cô tặng em lắm. 99.000 một bịch rồi, dọn đơn. Giá đau nhất một bịch cho Phạm Nhật Minh luôn. Đau nhất này sử dụng rất là tuyệt vời. Ai mà lỡ mua một bịch rồi đó thì em nói thiệt nè, khách quen em nè, ví dụ như anh Tròn Tự Trong Tâm nè, anh Quỳnh, anh Tony Bo nè, anh đi Lê nè, mua đại hai bịch đi, tại vì mai mốt á em không có hàng này nữa đâu để bán nha. Rồi anh Quỳnh, anh Tony Bo hai gói nha. Rồi chị Võ Taki một gói đó, sử dụng rất là đã, sử dụng rất đã nha quý vị nha. Đó, cái cảm giác nó đang siết lại, nó rất là đã cái tay luôn nè. Trời ơi, nó đã kinh khủng luôn. Dán vô là thấy có tác dụng liền luôn quý vị. Và đặc biệt cái mùi dễ chịu, đó là mùi nhân sâm. Mùi nhân sâm nha quý vị nha. Là 20 miếng. 20 miếng thì mọi người nghĩ đi, xài bao lâu? Xài rất là lâu nha. Rồi anh Tròn Tự Trong Tâm hai gói luôn. Đó. Anh đi Lê ơi, mua đại hai gói đi anh ơi. Tại vì khách quen em nên em nói thiệt tình. Em bán một gói em lời không có nhiều. Mấy anh chị mua một gói cũng được, hai gói cũng được, ba gói cũng được, không sao. Nhưng mà tại vì á, em chỉ có 20 gói thôi. Vài bữa là em hết rồi. Để lâu không có bị gì hết anh ơi. Nó đóng siêu lại hết trơn á, trời rồi không sao nhanh nha. Nó đóng siêu lại hết trơn, trời không sao đâu. Nguyễn Linh một gói luôn, ok Nguyễn Linh cho em địa chỉ luôn ha. Ủa, Nguyễn Linh có đơn rồi. 20 miếng nè mọi người. 20 miếng đau nhất. Đau ở đâu dán đó, đau ở đâu dán đó. Xin Thủy Phạm số điện thoại địa chỉ nha. Thủy Phạm cho số điện thoại địa chỉ rồi. Ghê không? Ghê không? Anh Phi Võ hai bịch cho em số điện thoại địa chỉ đi anh Phi Võ ơi, Phi Võ yêu dấu của em. Phi Võ yêu dấu ơi. Em tụi làm gì quỳ lại hả? Ai xin cho mình lại. Có à đây cái này nè, giúp mọi người cái này nè, rất là tuyệt vời quý vị. Đây. Trời ơi. Cái này là trời má ơi muốn xỉu. Đây. Trời ơi. Bữa giờ quên mất cái này. Bây giờ còn bao nhiêu thì em giới thiệu bấy nhiêu ha. Má gọi bữa chiều anh Xuân. Dạ chị Bích Xuân, hai gói miếng dán cho chị nha, đau lưng nhất khớp gì đó. Thêm một gói đau lao khớp. Ok anh đi le. Rồi anh Phi Võ hai bịch luôn. Anh Phi Võ cho em số điện thoại cho anh Phi Võ ơi. Rồi nha quý vị. Bây giờ em giới thiệu trước là đau nhất ha. Bây giờ chỉ cần mọi người lên mạng gõ giùm em, lên Google gõ giùm em gel đau nhất cánh bườm nha. Đeo gel đau nhất cánh bườm của Thái Lan là mọi người sẽ biết nó tốt cỡ nào nha. Nó tốt cỡ nào. Gel đau nhất của gel đau nhất cánh bườm nó tốt cỡ nào thì em còn mấy chai đây, 1, 2, 3, 4 chai. Người ta bán là 120.000 tới 140.000 một chai ha. Em giảm giá cho mấy chị luôn. Cái dòng thuốc này là em bán rẻ đó, là cho mấy anh chị là 65.000 một chai, một hũ nha, em còn 4 hũ nha. Cái loại này là đau lưng nhức khớp xài. Này xài không đã, không lấy tiền. 65.000 quý vị. 65.000 nha. Cánh bườm. Cái này xài im lắm. Dạ đúng rồi đó chị Võ Ta Ke. 65.000 nha. Trời ơi cái này xài đã luôn á. 65.000 ha. Anh chị nào mà chốt được thì chốt giùm em luôn ha. 65.000. Rồi anh Phi Võ lấy mấy hũ anh ơi. Lấy mấy hũ anh ơi, một hũ phải không? Rồi gel đau nhất cho anh Phi Võ luôn, một hũ. Có 65.000 một hũ thôi mấy anh chị. Cái mùi nó rất là đã. Đã, một chai dồn đơn chị Bích Xuân. Cái mùi cực kỳ đã, em nói thiệt ghiền rồi nè. Ba chai nha chú ơi, Nguyễn Thương cho số điện thoại địa chỉ rồi hết. Rồi, chị Bích Xuân một chai, Phi Võ một chai, Nguyễn Thương ba chai rồi coi như hết luôn quý vị ơi. Dạ em hết rồi quý vị. Dạ em hết rồi. Ngủ có đơn cũ á. Dạ em hết rồi Phi Võ, một chai thôi em hết rồi. Tại anh comment chậm quá ngủ lấy ha. Dạ chai đau nhất em hết rồi quý vị. Rồi bây giờ nha, em lên cái này.
Bây giờ chỉ cần mọi người trả lời giùm em trong livestream này. Bây giờ còn có 80+ người coi đúng không? Thì trong livestream này bao nhiêu người bị mất ngủ? Bao nhiêu người bị mất ngủ thì mình mua cho mình một cái hũ này giùm em nha. Hũ này giùm em nha. Thứ nhất đây là dầu so bóp. Đây là gel so bóp dạng mini nha. Một hũ gel so bóp dạng mini, cái này là mắc tiền. Nó mắc tiền, nếu mà chai bự nó sẽ mắc tiền hơn kia. Gel so bóp dạng mini, nhưng đây nó có một cái chiết xuất của lavender. Và đặc biệt trong đây nó có một cái dưỡng chất làm cho mình dễ ngủ nha. Sử dụng cái này rất dễ ngủ luôn. Và trong phòng em cũng có một chai. Hễ mà em đau đầu ha, em đau cơ, em đau vai, mỏi cánh gì đó, em lấy ra em sức. Em nói thiệt quý vị luôn, chưa được 5 phút sau ngủ như con heo. Nằm ngủ như con heo, ngái như con heo. Em nói thiệt luôn, chai này rất là tuyệt vời. Một hũ như vậy thôi quý vị, một hũ như vậy. Ủa dạ, trời tự nhiên đau bụng ngang. Một chai như vậy thôi quý vị nha. Ai mà bị mất ngủ á, mất ngủ á thì mua chai này giùm em ha. Sử dụng mỗi ngày, ví dụ mà bị đau nhất gì đó. Còn không bị đau nhất mà muốn ngủ, quẹt miếng hoa là lỗ mũi như hết chầu gió vậy đó. Nó cực kỳ đã luôn nha quý vị nha. 50.000 một hũ nha quý vị. 50.000 một hũ. Đó. Ai, cái này em chỉ còn có một lóc thôi. Này của Thái nha, bây giờ mà ví dụ một tuần sau mọi người, cái này em bán mà hết á, mọi người muốn mua nữa chắc phải đợi là 2 tuần. Rồi em phải tìm bạn hàng, đứa nào mà nó còn tồn á, em mới xin nó về một ít. Còn không á là phải đợi tới chừng nào mà cửa khẩu mở ra rồi đó mới đi được nha. Chứ không có, bây giờ là không có nha, còn có một lóc thôi với mấy chai lẻ thôi. Thì 50.000 một chai. Chị Nhung Nguyễn ơi, hồi nãy là chị chưa có mua được cái gì? Cái 65.000 chị mua cái này là ok lắm nè chị. Anh Hoàng Nguyễn ơi, hai hũ cho em số điện thoại địa chỉ nha anh ơi. Một hũ chứa 50.000 thôi. Cái này xài tốt lắm nha anh Phi Võ. Xài tốt lắm nè anh. Còn nếu ai mua nguyên lốc như vậy á, mua nguyên lốc như vậy thì em sale cho quý vị là 35 nha. Em để giá vốn rồi luôn cho quý vị luôn nha, 35. Trời nó đã, nãy giờ em tưởng nó xiết em liệt cơ luôn quý vị. Trời nó đã chứ sợ nè. Nó đã chứ sợ. Bu ra ngoài đi cưng. Đuổi sớm. Hoàng Nguyễn cho số điện thoại địa chỉ đi Hoàng Nguyễn ơi. Không có số điện thoại địa chỉ sao giao cho ai. Rồi chị Nhung Nguyễn một hũ luôn. Rồi, chị Nhung Nguyễn một hũ ha. Anh Hoàng Nguyễn hai hũ cho em số điện thoại nha. Cứ một hũ là 50.000, một hũ 50.000. Sức lưng được luôn nha Trần Thúy Vi. Cái này sức lưng được luôn nha. Sức lưng nè, đau đầu thì sức ở đây. Đó, hoặc đây. Hoặc là muốn ngủ sớm, thoan miếng. Sức lên mũi, ngủ sớm liền. Ngủ ngang luôn. Ngủ như con heo nái luôn đó thiệt. Mua lóc đi Vi. Vi mua lóc đi cưng. Gì ngủ em ơi. Chia cho bác em. Cho trên đây luôn đi anh Hoàng Nguyễn ơi. Để em chốt đơn, tại em in bill bằng máy á. Em ui da. Em in bill bằng máy. Lên lóc hả Vi? Em in bill bằng máy á. Ờ, trời. Tới giờ ngủ rồi đó mọi người. Em ăn hay gì mà kêu muôn lóc trời. Con Vi nó hỏi nó ăn hay gì mà kêu nó mua lóc kìa. Em mua đi, em mua một lóc đi chị, nữa lóc em nữa lóc. Hay ghê, qua mấy ma. Con quỷ ông mau đi. Mau đến mau đi. Hai hũ coi nãy giờ chưa dồn đơn. Rồi, hai hũ cho đồng chí dởm luôn ha. Rồi, đồng chí dởm nha, đồng chí dởm. Chí dởm thì không cần. Ui da. Ui da, ui da, ui da. Đây đồng chí dởm nha. Đưa cái mặt nạ môi đi. Mặt nạ môi. Rồi, mặt nạ môi em còn một ít cho quý vị nha. Em tặng cho mỗi người, em tặng cho mỗi người hai cái. Ai mà có đơn em mới tặng nha, em tặng cho mỗi người hai cái để mà mặt nạ môi này mình đắp lên môi, mình dưỡng môi nha quý vị nha, cho môi mình mềm, mịn, hồng hào, dễ thương. Đó. Dạ rồi. Ok, Hoàng Nguyễn là hai hũ luôn nè. Rồi, dạ bây giờ ai nhận mặt nạ môi, comment giùm em. Mặt nạ môi tặng, có đơn hàng mới tặng nha quý vị nha. Có đơn hàng em sẽ tặng hết cho quý vị luôn nha. Ai có đơn hàng là em tặng hết, comment chữ tặng mặt nạ môi thôi. Anh Phi Võ tặng mặt nạ môi Phi Võ nè. Rồi.
Anh đặt đồ ăn vặt mà không ai trả lời anh Hoàng Nguyễn ơi. Anh đặt cái gì anh đặt trong livestream này luôn đi. Em chốt cho Ngô Trần Minh Anh nãy giờ đâu có đơn đâu mà tặng. Đơn tối qua đi chưa chế đi rồi nha. Rồi Anthony em tặng anh Anthony hai cái mặt nạ môi nha. Tròn Tự Trong Tâm em tặng hai cái mặt nạ môi nha. Rồi Phạm Minh Nhật em tặng hai cái mặt nạ môi nha. Là không kịp phơm. Phạm Minh Nhật, Võ Ta Ke, Bích Xuân, Nhung Nguyễn. Rồi Hoàng Nguyễn ba hũ luôn, lấy cho anh Hoàng Nguyễn ba hũ luôn. Dạ ok anh Hoàng Nguyễn nè. Rồi Nguyễn Linh nè, Đông Dí Dỏm nè, Quỳnh Anthony nè, VVV nè. Rồi Ngân Bảo nè, dạ được luôn chị. Rồi mỗi người hai cái có đủ không? Đọc lên. Chín và một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Có bảy à? À tám chín đủ rồi. Nạ môi, tặng nạ môi đã hết rồi nha. Tặng nạ môi em hết rồi nha. Một khoai lang dồn đơn cho Nguyễn Hoàng Tính luôn. Trời, khoai lang có 50 của Hoàng Tính thôi. Đây nè Hoàng Tính ơi, mua hai loại ăn luôn đi Hoàng Tính, cực kỳ ngon. Đây, khoai lang. Khoai lang miếng cũng là 50, khoai lang cây cũng là 50, rất là ngon luôn, chỉ có 50 ngàn thôi nha mọi người. Rất là mong mọi người ủng hộ cho Su. Su ơi, một bịch khô gà 120 ngàn luôn, dạ ok chị Nhung. Dạ ok chị Nhung nha, cảm ơn chị Nhung. Cảm ơn chị Nhung đã ủng hộ em cục khô gà. Dạ mít 70 một bịch. Ờ có cái món mới nè quý vị. Chuối. Trời ơi chuối. Chuối này là chuối tươi. Chuối tươi cắt lát sấy rất là ngon. Chỉ có 50 luôn nha. Cái này cũng chỉ có 50 thôi. Cái này nha, bịch này nha, không ngon không lấy tiền nha. Cái này hứa câu danh dự luôn nha, uy tín luôn nha. Ok luôn nha, sạc lây luôn nha. Dạ môn sấy em hết rồi anh Quỳnh Anthony Bow ơi. Ủng hộ em mấy cái này đi anh Quỳnh Tony. Nè, ủng hộ em đi. Đây là chuối nè, đây là khoai nè. Đó, có chuối, có khoai, có chuối dẻo nữa. Chuối dẻo cũng là 50 luôn. Bán chị Tuyền cho em đi Su ơi. Con Thúy Vi nó ôm môi nặng lắm. Mít 70, một chuối tươi sấy luôn. Dạ ok anh Hoàng Nguyễn. Trời, bịch mít bự lắm. Bịch mít chà bá như vậy nè, 70 ngàn mà bịch mít rất là nhiều. Mập thù lù luôn. Bịch mít 70 ngàn ăn hoài không hết. Em mới hứa một câu danh dự gì luôn á. Một bịch 70 ngàn ăn hoài không hết ăn mà. Càng ăn là nó càng nở ra vậy đó mọi người. Qua Nắng ơi, cho em số điện thoại địa chỉ đi. Có số điện thoại có địa chỉ mới chốt được. Gì vậy? Chuối tươi mẹ. Dạ mực là 150 nha, mực là 150. Rồi. Rồi tới chương trình cứu khổ cứu nạn nha quý vị. Đây là chương trình mà em tặng quà cho quý vị luôn. Đó. Đây là thuốc ho của Thái Lan. Thuốc ho một mít luôn, ok anh Hoàng Nguyễn. Thuốc ho của Thái Lan nha, cái này ai cần thì lấy, không cần thì thôi đừng lấy nha. Để cho người ta lấy nha quý vị nha. Nhưng mà cái này á, em sẽ lấy tiền lọc lại nha. Tại thuốc mà tặng không biếu không Su. Thuốc mà tặng không biếu không là uống không có hết bệnh. Cái này em nói thiệt. Em rất là tin dị đoan quý vị. Em là vậy nè, một mít cho Ngân Bảo luôn, ok. Có bán trai không Su? Su Su giống con trai không? Em khách cũ qua Nắng cho lại số điện thoại đi. Mực để được lâu không Su? Dạ để được lâu nhanh phi giỏ. Một mít luôn, cảm ơn Đông Dí Dỏm. Su Su cảm ơn mọi người ủng hộ mít nha. Rồi những ai ở Sài Gòn ngày mai á, có nhu cầu đặt trà sữa, trà đào, trà vải gì đó thì đặt luôn để ngày mai Su Su cho nhân viên giao luôn nha. Trời, nước uống bên Su Su là ngon lắm. Đặc biệt có một cái món mới đó là trà sen ô long, cực ngon. Rồi cái thuốc này nè, một hũ người ta bán là 80 ngàn một hũ nha. 80 ngàn một hũ. Cái này thuốc em chỉ lấy 10 ngàn một hũ thôi. Cái là lỗ vốn mà đã. Nguyên hũ này là một hũ này 900 ngàn nha quý vị nha. Một hũ này 900 ngàn nha quý vị. Ủa lộn, 700 ngàn. 700 ngàn. Thì thuốc ho em chỉ lấy 10 ngàn một hũ thôi. Là em không thể nào tặng được. Em muốn tặng lắm. Em muốn tặng lắm. Nhưng mà tại vì em rất là tin dị đoan. Nói thuốc tặng uống là không hết bệnh. Rồi anh Hoàng Nguyễn hai hũ có 20 thôi nha anh nha. Hai hũ 20. Ai lấy thuốc ho hoặc là mọi người biết những ai mà bị bệnh ho đó,
mình mua về chỉ có 10.000 thôi. Tại vì cái này là em không có bán, em để em phát vậy đó, nhưng mà em chỉ xin tiền lọc lại là 10.000 thôi. Dạ rồi, chị Ngân bảo 2 hũ thuốc ho, anh Quỳnh Anthony Bow 2 hũ thuốc ho luôn, mỗi người 2 hũ nha. Rồi, qua nắng để chốt gì ta? Chị Nhung Nguyễn 1 hũ thuốc ho, Nguyễn lên 1 hũ thuốc ho có 10.000 á quý vị. Qua nắng một bịch chuối. Đồng Dí Dỏm 2 hũ thuốc ho, Trần Thế Vi 3 hũ thuốc ho. Rồi. Dạ. Cái này á, cái này là giống như là uống trước khi mà mình sáng nè, trưa nè và tối nè, mỗi lần uống viên. Cái này là của bạn em nó nói nha, nó hướng dẫn nha. Còn nếu quý vị muốn kỹ hơn á thì mình sẽ lên mạng mình gõ thuốc ho Thái Lan nha. Thuốc ho Thái Lan nó sẽ có cái cách sử dụng. Văn Tường nãy giờ chưa có đơn. Chở ta ke 4 gói dán chân nha Su. Chốt chị một gói dán 99k 4 gói. Chị Võ Taki 4 gói dán chân đúng không? Đây nè. Ừ, của chị 4 gói dán chân nữa. Chị lấy 4 gói dán chân luôn không chị? Dạ ok, đó. Giảm giá mà vậy tranh thủ hốt dễ sợ. 4 gói. Lấy 4 gói dán chân con. Lát quên nè. Đúng rồi. 4 gói là chỉ có 200.000 thôi, có 50.000 gói mọi người. Trời ơi mày nằm đi con. Con dồi vậy trời. Ai cũng của ai? Hả? Chị Võ Taki đó. Võ Taki. Hàng của chị để mai chị ghé quán lấy như hồi nãy nha. Ủa nãy là chị ghé đó hả chị Ngân Bảo? Là nãy em đi về em gặp chị á hả? Nè, ai lấy thuốc ho cứ comment thuốc ho 10.000 đưa cho chị tiền một hũ nha Su. Còn hai hũ em lấy dòm đơn, trời nó cho ăn hũ thì tiền. Mày nhớ uống, mày nhớ uống hết cho tiền. Nè nè nè, nè bu, tu. Để em lục coi còn gì rẻ không. Em tặng được, em tặng cho mọi người nha. Còn có mấy chục người coi à, thì em sẽ tặng cho mọi người, đủ gì em tặng ha. Hay là mọi người lấy tóc giả em không, em tặng cho mọi người nè. Sửa tắm rồi em không cho, em cho chị thuốc vậy. Mọi người thấy cái mái tóc dễ thương mọi người. Nãy giờ mọi người tưởng tóc thiệt không? Tóc giả, liêu liêu. Chị Mỹ Tú, 2 hũ ho, 1 rửa mặt. Dạ ok, 2 bịch dán chân. Chị Mỹ Tú hồi nãy giờ chị coi hết cái live stream em, giờ chị mới đặt á. Thấy ghét ghê vậy đó. Mấy chị nhớ like, theo dõi cái trang fanpage của em nha. Để mà em sell hàng gì đó thì em sell cho mấy chị. Ai? Đâu có. Chị qua nắng một bịch chuối nữa. Hạt điều. Dạ hạt điều 70 nửa ký. Không có đâu. Anh ba gói dán chân. Dạ ok anh. Ai chi cái gì? Ái chinh diệu 2 hũ thuốc ho 4 bịch thải độc chân. Dạ ok. Liêu liêu. Dạ. Dạ cái này là hạt điều cái gì nha. Hạt điều là một hũ vậy là nửa ký. Nửa ký là chỉ có 50.000. Ủa là 70.000 thôi. 70.000 nửa ký 70. Mà giống chừng là 150 hả? Hả? Ừ. Rồi trong livestream này những ai mà có nhu cầu thỉnh bùa mẹ quắc để phục vụ cho vấn đề đó là làm ăn. Đó mẹ quắc là quắc tài lộc, quắc tiền tài, thì ai mà có đơn nha mới gửi. Chứ cái này là thỉnh giùm thôi, ai mà có đơn thì em gửi kèm theo vô đó, em gửi sẵn đơn hàng đó, em kẹp vô em gửi luôn. Đó, thỉnh giùm cho quý vị nha, là 99.000 thôi nha. Cái đó thỉnh giùm. Là tất cả đều đã được trì chú và làm phép rồi nha quý vị. Mỹ chú. Ba gói lượng. Tổng 7 gói rồi đó. Ai hủ nha. Đây là trà thái xanh nhà em nè quý vị. Hai bịch dán chân. Cái gì vậy? 7 bịch nữa. Hả? 7 bịch dán chân. Mấy rồi? Đủ không nữa? 4 6 Ây da. Thiếu một bịch rồi.
Rồi. Rồi cái này ha. Nước gót chân. Ai bị nước gót chân lấy em tặng nha, em không bán nha. Nhưng làm ơn làm phước, ai bị nước gót chân nha, ai bị nước gót chân thì vui lòng lấy, không có bị đừng có lấy. Để cho người ta mà ai bệnh thiệt á, người ta lấy về người ta xài. Ờ, ai có đường nghe. Hạt điều tẩm gia vị hay chỉ lột vỏ thôi? Dạ hạt điều đó lột vỏ và tẩm gia vị luôn anh. Anh tròn tự trong tâm ơi, rất là ngon. Ok, em tặng chị Ngân Bảo nha. Chị Ngân Bảo bị nước gót chân nè. Cái này chị nước gót chân cực kỳ hay nha mấy anh chị. Một lần hồi đó em đi Thái làm về 60 hộp. Em bán còn 3 hộp à. Nước gót chân nhiều chú tặng nha. Con tặng Nguyễn Thương một hộp luôn. Nguyễn Thương nó bị nứt khe ngực nữa. Nguyễn Thương con bị nứt đầu núm vú phải không Nguyễn Thương? Dạ em hết bán dài Quang Duy ơi. Hồi đó có bán dài nữa. Đó giờ thì cuộc đời tao chưa bán dâm thôi. Chứ gì tao cũng bán hết trơn mà tao bán dâm công an bắt. Rồi Quỳnh Anthony ơi, em tặng cho anh Quỳnh Anthony nha. Dạ nước gót chân em hết. Nước gót chân em hết rồi quý vị ơi. Cái nước gót chân này của Thái Lan là xài cực kỳ tốt luôn. Đừng có mua ba cái hàng nước gót chân của Việt Nam. Em nè, em lướng cái giờ tay lên nè. Đừng bao giờ mua nước gót chân của Việt Nam. Khách em nó bán vốn biết bao nhiêu, mua biết bao nhiêu là nước gót chân của Việt Nam. Có mua những loại lên tới hả 100.000, 200.000, 300.000+. Xài hoài không hết. Ba cái gì đâu không à. Còn cái nước gót chân mà của Thái này em bán nè, là hồi đó em bán là 140 một hộp. Về sử dụng một hộp là hết liền. Là hết nước gót chân luôn. Nước gót chân nó rất là su nha mọi người nha. Su có nghĩa là nó rất là ấy, nó rất là kỳ á. Tại vì đi á nó đau chân nha. Bán giày mang bị ghiền má ơi, ăn luôn đôi giày đi. Ủa con không có. Ừ vậy đi. Ý tụi quân. Để đợi nha, đừng có ra khỏi live stream này nha mấy mẹ. Rảnh chia sẻ live stream đi, kiếm đồ bán rẻ cho nó nè. Có hải độc chân hết rồi. Độc chân hết rồi. Để kiếm đồ bán rẻ cho nè. Ê còn nè, ủa hết rồi. Ủa hải độc chân còn nè. Ủa lộn. Lộn. Nè còn nè. Thanh á. Ừ. Thú gì. Rồi, quý vị, ai có đơn hàng nha. Rồi, một hạt điều. Dạ, một hạt điều cho anh tròn tự trong tâm. Dạ, quý vị ơi, em còn ba hũ này là ba hũ thâm nách nha. Ai bị thâm nách thì em sẽ để lại cho quý vị nha. Chỉ 20.000 một hũ thôi. Cái hũ này bình thường em bán 120 nha. Bây giờ tặng không thì ai cũng dành. Bây giờ 20.000 một hũ. Cái này á là thâm nách nè. Thâm nách ha. Thăm háng ha, thăm nhũ hoa luôn, sức lên nhũ hoa được, núm vú được nha. Thăm nách 20.000 thôi, ai có đơn em mới bán. Rồi chị Ngân Bảo một thăm nách 20. Cái này có con hũ thì nó bị mất cái hộp cho chị. Chị thông cảm giùm em nha. Rồi thăm nách 20 quý vị, thăm nách 20. Rồi anh Hoàng Nguyễn một hũ thăm nách. Qua nắng một hũ thăm nách, Hoàng Nguyễn một hũ thăm nách có 20 thôi ạ. Vừa bán vừa tặng đó mọi người, để em tìm. Coi em còn hàng nữa không quý vị? Em coi là còn cái gì là em chơi khô máu với quý vị cái đó luôn. Nên mọi người yên tâm ha. Có ai mua thuốc của Mỹ không? Mua thuốc của Mỹ không? Ví dụ như là kẹo thuốc của Mỹ á. Đây, giới thiệu với mấy anh chị đây là cái rổ hàng của Mỹ nha. Một thăm em hết có kem body nha, kem body Levi còn một hộp. Body Levi hàng bơm còn một hộp nha em ơi. Lên mạng gõ body Levi giùm Susu nha. Nguyên Hoàng ơi, một hộp này sẽ có giá là 250.000, rẻ lắm là 180, Susu bán 120, có một hộp thôi tại hàng bơm, 120.000 một hũ body Levi nha. 120 nha. Rồi. Cái này là hàng Mỹ nha quý vị. Hàng này là hàng Mỹ, sữa tắm Mỹ nè đó. Sữa tắm Mỹ nè. Rồi, cái kẹo này là bổ cho tóc nè, he là tóc nè, khin là da mặt nè, nail là móng tay nè. Kẹo thuốc bổ sung cho tóc.
da mặt và móng tay. Một hũ là 200 nha, một hũ là 200 quý vị, một hũ là 200 ha. Đó rồi, cái này là thuốc đau đầu, cái này là thuốc bị trị đau đầu nha, trị nhức đầu. Cái này cũng là thuốc trị nhức đầu luôn. Cái này là thuốc bổ sung vitamin trị mụn, ngừa mụn. Đó, cái này là hai này đó nhiêu vậy? 250 phòng, 250, nhưng mà em còn một hũ, em lấy cho quý vị đó là 200 luôn nha. Cái này nè, cái này bổ sung vitamin nè, bổ sung kẽm nè, để mà không bị mụn nè. Vi Chanel một kem body luôn, ok Vi Chanel nha. Có xịt da nâu không? Không có. Nè, yeah. Còn cái này là bổ sung vitamin C nha. Bổ sung vitamin C cũng là 200 ngàn một hũ nha. Mấy cái này là bán là khoảng 300 ngàn một hũ, nhưng mà hàng Mỹ em không có giảm giá nhiều được quý vị. Tại hàng Mỹ á, mọi người biết là chuyển hàng từ từ Thái Lan về Việt Nam, nó chỉ tốn một cuốc hàng của em là khoảng 10 triệu nha. Thí dụ đơn hàng, cái lô hàng của em là 100 triệu đi, thì 10% chuyển hàng về 100 là 10 triệu. Đó, thì nó rẻ. Còn cái chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam rất là mắc. Bổ sung tóc biotin không su, bổ sung tóc biotin đây, quýt biotin đây, biotin đây, cái loại này rất là tốt, cái loại này rất là tốt luôn, chỉ là có 199 ngàn thôi, của Mỹ nha, của Mỹ, chứ Mỹ trắng chứ không phải Mỹ đen nha mọi người. Ây da, đau quá. Còn mấy cái này là mấy cái kẹo, mấy cái kẹo nha, kẹo thuốc bổ, kẹo thuốc bổ nha. Có thuốc nào uống mà nhậu không sai không chú ơn? Ông môi em nhậu quá mẹ ơi, mệt quá, nhậu nhẹt hoài, làm ăn không lo làm, bởi vì con tiền nó khổ với mày hoài hả? Gì vậy trời? Rồi, Typhoon Android. Sữa tắm Mỹ bao nhiêu một chai? Dạ 180 ngàn một chai. Rồi, tai nghe Android quý vị nha, tai nghe Android. Cái này bữa bán nhiêu quên nữa? 65 không? 45. Tai nghe là 45. Đó. Còn tai nghe dạng này là 65 nè. Tai nghe dạng này là 65 ngàn một cái nha quý vị. Của Thái, tai nghe Thái Lan 65 ngàn một cái. Rất là đẹp, rất là sang chảnh, rất là thời thượng. Có sữa bò kích trắng để trộn với bột thiên nhiên tắm không su. Có gia Uyên Hoàng, sữa bò sau lưng con kìa tiền. Sữa bò dòng của bây giờ á, cái sản phẩm sữa bò non bây giờ á, là rất là kém so với những sản phẩm này. Đây là sản phẩm có tem đàng hoàng nha. Hai hũ là 40 ngàn nha. Ủa lộn, ba hũ là 50 ngàn. Ta iPhone ok lắm, bữa mới đặt rồi, ok hũ nữa coi, ba hũ nha. Cái này pha với kem trộn xài nè ha, pha với bột, ba cái bột mà để mà làm đắp mặt nạ ra xài nè ha. Đó, ba hũ 50 nha quý vị nha, ba hũ 50 ngàn, chỉ ba hũ thôi, ba hũ 50. Có loại lớn không? Có loại lớn, có loại nhỏ thôi em ơi. Ba hũ 50, cứ ba hũ 50 chị thăm chị nám có luôn nè, đưa vua nám ở sau lưng nè. Mấy chục á? Bán ta mấy chục, bán bạn 99 nè. Cho phụng lấy má. 45. Gieo nha đam 45 ngàn nha quý vị ơi. Rồi, cái này là chị thăm chị nám 150 ngàn một hũ nha. Chị thăm chị nám 150 ngàn một hũ. Đó, ai bị thăm bị nám sử dụng cái này giùm em cực kỳ hiệu quả luôn. Ê, đưa cái nàng pha coi, cái nàng pha mắc tiền. Cái nào? Thôi khỏi, ngồi xuống đi con, ngồi đi, ngồi đi. Thuốc ho nè, còn thuốc ho nè quý vị. Để nghe thuốc ho không số. Thuốc ho nè quý vị ơi. Có chị thăm nách nãy tặng hết trơn rồi. Có kem trị mụn cám không? Có lọc mụn nha. Mụn lưng có không su? Mụn lưng có mà su hết rồi. Đây, thuốc ho cho quý vị, chai nhỏ 120. Chai nhỏ 120 giảm giá còn 80.
chai lớn 150 giảm giá còn 100 ha. Nhưng mà chai lớn còn một chai thôi à. Chai nhỏ. Cái thuốc này nó dạng như thuốc bắc vậy đó, nhưng mà nó dễ uống. Nó dễ uống hơn, nó không có mì hôi. Không bị hôi. Và khi mà mình đang bị ho, đang bị đau họng, đang bị khó chịu về cái đường mà thanh quản của mình, mình lấy ra mình sử dụng rất là ok nha. Cái này thuốc ho của Thái Lan ha. Chỉ cần lên gõ thuốc ho, chai thuốc ho Thái Lan là cực kỳ xuất sắc nha. Cực kỳ xuất sắc nha. Cái chai bự bây giờ là 100, chai nhỏ 80 nha quý vị. Đó, siêu sale hấp dẫn nha. Chai nhỏ là 80, bình thường bán 100, bình thường bán 120, chai bự 150, còn bữa nay là 80. Lấy em 6 chai sữa non kích trắng, nguyên hoàng cho số điện thoại địa chỉ đi em ơi. 6 chai sữa non kích trắng chỉ có 100.000 thôi. Em pha với lại bột lúa mạch cũng được nè. Em pha với cám gạo cà phê cũng được nè. Pha cám gạo nguyên chất cũng được nè. Để đắp da mặt rất là ok nha. Su Su cũng chơi giả Lâm 2 nữa hả? Ừ, có. Uyên Hoàng ơi, cho số điện thoại nha. Uyên Hoàng. Rồi thuốc ho ai chốt, chốt giùm em ha. Rồi mọi người ơi, chắc là em sẽ like tới đây thôi. Em không có like nữa, tại cũng trễ rồi, 12 giờ mấy rồi. Tặng gấu chuối đi. Gấu chuối sao tặng được. Thế mình còn gì bán vậy? Ba đứa. Bán bà. Bán cái gì vậy? Nè, cái thằng nam đó. Giờ làm biến cái vòng vòng kiếm thôi. Cái gì đó, cái gì đó. Thôi mai đi. Mai em soạn kho rồi em coi còn gì. Em bán cái đó tiếp quý vị ha. Có kem trắng da mặt không? Có nha Nguyên Hoàng ơi. Có cái loại này nè em. Cái loại này không phải kem, có nghĩa là mặt nạ ủ. Mặt nạ ủ nha. 65, 75 hả? 79 hả? Mặt nạ ủ nha quý vị nha. Mặt nạ ủ, cái loại này là mặt nạ ủ hoa anh đào. Đó, trước khi ngủ lấy ủ lên một lớp, lát rửa mặt. Đó, 79.000. Mặt nạ ủ thì xài rất là tốt luôn. Mà shipper cũng đi. Dạ ok, chị Ngân Bảo chốt lại chị Ngân Bảo nha. À qua nắng ơi, trà mới có nghĩa là trà mật ong. Trà mật ong nha. Ô lộn. Trà ô long hạt sen. Đó tao nói khùng đi. Có ai mua son phấn mỹ phẩm makeup gì không? Ngơ ở gì đâu, nó chưa cho điện chị. Khoai lang còn như vi phạm. Nguyên Hoàng ơi, cho số điện thoại địa chỉ đi Nguyên Hoàng ơi. Khoai lang còn nha. Đây, khoai lang Su Su có hai loại. Khoai lang sắc lát 50, khoai lang cộng 50 nha, khoai cộng nha. Khoai cộng, khoai cắt lát 50, 50 luôn. Ai chốt gì chốt giùm em nha quý vị. Rồi mít thì 70 ha. Rồi mực. Ực mị nha quý vị. Là mực chuối dẻo. Nuôi có bà đâu. Cô gà. Bò nó gà. Rồi. Dạ còn nha anh ơi. Đây mực nha quý vị ơi. Mực nha. Rồi ổ bánh gấu trên đây mình hết mẫu rồi hả? Hết rồi. Rồi khô mực 350g. Chị cho chị xem chuối dẻo nha. Chị Ngân Bảo ơi, chuối dẻo này là gần nửa ký nha chị nha. Một hũ gần nửa ký mà chỉ có 50 thôi. Ăn rất là ngon luôn. Rất là ngon luôn nha. Cái chuối dẻo này ăn cũng ngon, không lấy tiền. Trà ô long hạt sen cũng bán 1 lít luôn hả Su? Dạ, trà ô long hạt sen là bán ly nha. Qua nắng ơi, 1 ly 35.000. Trà ô long hạt sen là món mới, đặc sản bên em luôn nha, qua nắng nha. Chị Ngân Bảo ơi, ủng hộ trà sữa cho em đi mọi người. Ai mua rảnh ủng hộ trà sữa đi. Chị Nhung Nguyễn ơi, chị ở đâu? Chị Nhung Nguyễn ở đâu? Chị Nhung Nguyễn có chốt trà sữa, trà đào, trà vải ở chốt, mai em giao luôn ha. Rồi cái này là khô mực 350g là 150.000. Chuối dẻo 50. Khô gà. Khô gà lá chanh là một bịch là 120.000. Một ký là 200. Đó, rất là rẻ. Ngoài ra em còn bánh gấu nữa. Em còn bánh gấu nữa mọi người. Rồi em còn thập cẩm nữa. Đây nè, em còn bánh gấu nữa nè đó. Em còn bánh gấu luôn nè. Bánh gấu có ba vị. Bánh gấu vani, bánh gấu sikula,
với lại bánh gấu chùm ngay. Chú ghẹo gửi xa được nha Nguyễn Tuấn Kiệt. Dạ, ok Hoàng Nguyễn. Cái chùm ngay. Bao ngon không? Nhung mẹ. Mọi người ơi, ngứa đầu quá mọi người. Ngứa đầu quá, dở tóc giả lên gãi. Lấy em một khoai cắt lát. Duy Phạm ơi, cho địa chỉ nha em ơi. Chú dẻo gọi xa được không Su? Được. Rồi, Nguyễn Tấn Kiệt ơi, có lấy chú dẻo không? Chốt đi để Su Su giao hàng cho. Một hộp bánh gấu chùm ngay. Ok anh Hoàng Nguyễn. Chú dẻo ngon nè anh, mực cũng ngon lắm anh. Mực nước dừa ăn không ngon không lấy tiền. Ăn không ngon hoàn tiền lại. Thật sự 150.000 không tiếc đâu mấy anh chị. Có khoai tím nữa nha cả nhà. Rồi Duy Phạm bên Phú Định quận 8. Rồi Duy Phạm ơi, có uống trà sữa gì đó, trà đào thì chốt giùm ha. Tháng sau anh mua mực, ok anh. Rồi bây giờ em sẽ tắt livestream ở đây nha quý vị nha. Trước khi tắt livestream em giới thiệu quý vị, đây là trà sữa Thái Xanh. Wow, ngon quá. Bánh gấu hôm qua mua về giờ hết nữa rồi. Em là khoái bánh gấu lắm luôn. Bánh gấu rất ngon, ok. Một mực nước dừa luôn, ok anh Hoàng Nguyễn. Rồi một chú sấy luôn, Nguyễn Tuấn Kiệt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em. Cảm ơn anh Hoàng Nguyễn nha. Mọi người ơi, mọi người đừng bơm hàng em nha mọi người. Mắc công em lên em chửi mọi người lắm. Em buồn lắm. Thôi, bây giờ em tắt livestream. Em chào mọi người. Em chúc mọi người buổi tối vui vẻ, ngủ thật ngon nha. Mọi người nhìn mặt em, mọi người sẽ ngủ thật ngon nha. Bye bye.